Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà đất Hóc Môn Gia Tốt sẽ dẫn quý vị tham quan lô đất trồng cây lâu năm. Một lô đất trồng cây lâu năm quý vị nhé. Ok thưa quý vị, là đây là lô đất của mình đây thưa quý vị. Đất của mình là đất trồng cây lâu năm quý vị nha. Lô đất của mình tọa lạc ở ấp 1 Xuân Thế Thượng Hóc Môn thưa quý vị. Lô đất của mình có diện tích là 100m², có chiều ngang là 5, chiều dài là 20m. Giá chủ bán là 850 triệu quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu mua lô đất này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908214842 quý vị nha. Ok, đây quý vị xem là xung quanh lô đất của mình nhé quý vị nhé. Bên cạnh lô đất của mình là đã có nhà rồi thưa quý vị. Có một số nhà dân đã người ta đã xây dựng rồi quý vị nhé. Khu đất của mình là quy hoạch khu dân cư quý vị nhé. Đấy, quý vị xem là xung quanh lô đất của mình này đã có nhà dân người ta xây dựng rồi quý vị nhé. Đất mình tọa lạc ở ấp 1 Xuân Thế Thượng Hóc Môn quý vị nha. Đấy, quý vị nhìn xem là đằng trước của mình là có chủ nhiều đất thì người ta đã xây cái hàng rào rồi quý vị. Đây là cái đường trước lô đất của mình quý vị nhé. Đường của mình thì có cái chiều rộng đường này khoảng 2,5m quý vị nhé. Quý vị hãy đăng ký kênh của Tuấn Hòa để cập nhật các thông tin về nhà đất Hóc Môn mới nhất quý vị nha. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem cái video này. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thank you.